vừng đón xuân, trong tim bao người hát vang, chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Trước chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ phước an, cùng anh chị em và với muôn người, chúc cho sang năm được giàu sang. Đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam mình, mong sao luôn luôn an bình, mong sao cho nước Nam rực rỡ. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc. Mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho tất cả gần nhau. Pháo đốt tưng bừng khắp nơi, xuân sang rộn ràng hát vang. Như vậy hôm nay chia sẻ với Phật tử cái chủ đề đó là giá trị của thời gian. Giá trị của thời gian mà thế gian người ta gọi là thời gian là vàng là bạc, nhưng mà chúng tôi cũng thường nói thời gian của chúng tôi là kim cương. Sở dĩ chúng ta sống bằng cái phước báo của mình, thời gian chính là cái phước báo mà nhiều đời nhiều kiếp mình ghi tạo. Cho nên người ta nói phóng sanh là sống lâu, đúng không? Phóng sanh là sống lâu. Bây giờ mình phóng bao nhiêu con vật để mình sống lâu? Có người phóng sanh chết luôn dưới tàu, bị chìm ghe chết. Vậy thì đặt một câu hỏi, ủa tại sao đi phóng sanh mà sống không lâu, phóng sanh chết luôn? Cá nó sống, mình chết. Thấy không? Có không? Có phóng sanh chìm ghe chết không? Có. Hôm nọ thầy nghe nói có người mướn nguyên một cái xà lan đi ra giữa sông cái, trời ơi, mém chìm cái đó mấy ngàn rồi mấy trăm người mà chìm cái là cứu nổi không? Rồi nhất là mấy bà già mà chìm một cái chắc chết. Mà thầy nghe là xiển niễn cái xà lan, hên là bữa đó có Quan Âm Bồ Tát cứu. Cho nên chưa sao. Nhưng mà thật sự ra chúng ta hỏi một câu hỏi là do phước báo của mình cho nên mình sống lâu. Như vậy thì cái thời gian mình sống mà chúng ta thường nghe nói là diêm vương gọi mà canh ba thì mình có hẹn được canh năm không? Hẹn được không? Không. Diêm vương gọi canh ba là canh ba mình đi thôi. Như vậy thì cái phước báo của mình mà nó hết giờ nào, y như đèn mà nó hết dầu giờ nào là nó tắt giờ nấy. Mời đại chúng đọc với thầy cái câu này mà nhớ học thuộc lòng nghe. Giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Dịch là giả sử trăm ngàn kiếp đã gieo nghiệp không mất, khi nhân duyên hội đủ, quả báo đó mình chịu. Chúng ta nghe cái chỗ là trăm ngàn kiếp, cái thời gian nó dài như thế mà mình tạo cái nghiệp lành nghiệp dữ có mất không? Không. Ghê gớm chưa. Ngay cái chỗ này thầy hỏi quý vị, nghe cái chữ đới nghiệp vãng sanh đó, đới nghiệp vãng sanh đó, quý vị nghĩ như thế nào? Dầu mình có gieo nghiệp trăm ngàn kiếp nó cũng không mất nữa, vậy thì mình mang cái nghiệp này mình đi vãng sanh có được hay không? Cái này là cái chúng ta phải tự đặt một câu hỏi suy nghĩ. Trăm ngàn kiếp đã gieo nghiệp thì không mất, khi nhân duyên nó hội đủ, quả báo đó mình chịu. Ngồi thiền thấy không? Khỏi chấp tha. Khi nhân duyên nó hội đủ, quả báo đó mình chịu. Bây giờ cái quả báo mà bây giờ giả sử như thầy giết người đi, quốc sư Ngộ Đạt, phải không nè, là câu chuyện của viên án Triệu Thố, đúng không?
10 kiếp tu hành tinh tấn của quốc sư Ngộ Đạt. Mà cái quan gia trái chủ với Triệu Thố có hết không? Không. Là chúng ta biết rằng quốc sư Ngộ Đạt 10 kiếp tu hành, mà tu hành tinh tấn đó nghe, cái kiếp này là quốc sư luôn, là thầy của vua luôn, mà chỉ cần khởi ra một niệm cái pháp tòa trầm hương này nó tuyệt vời quá. Ái cái pháp tòa trầm hương đó, chỉ một niệm ái ra sanh ra thôi là Triệu Thố nhập vô cái bù gói liền. Vậy thì cái thời gian so với chúng ta, chúng ta thấy cái giá trị tu tập của mình có phải là một đời một kiếp không? Cái cuốn Từ Bi Thủy Sám Pháp đó nó cho mình biết quốc sư Ngộ Đạt chỉ có hầu đó, ông làm tướng thôi đó, mà thầy nghĩ là cái thế của ông là ông không có tha được. Quý vị làm tướng mà quý vị đánh với cái tướng bên kia đầu hàng đi nữa, nhưng mà bên này bắt quý vị phải giết, mà bên kia người ta đầu hàng, đúng ra cái luật giang hồ là không được giết. Cái luật giang hồ là người ta đầu hàng là mình không được giết, mà bây giờ bắt buộc mình phải giết. Như vậy thì mình giết cái người đó, người đó có tha thứ cho mình không? Không. Nếu theo luật tôi đầu hàng anh không được giết tôi, mà bây giờ tôi đầu hàng rồi mà anh còn giết tôi, thì rõ ràng anh gieo quan gia trái chủ. Như vậy cái quan gia trái chủ đó 10 kiếp tu tinh tấn mà còn bỏ không được nữa kìa. Mình ở đây mình thoạt quyết heo, mình cắt cổ gà, mình chơi thừa lừa tới chừng nó gần chết rồi, nó còn đứa nghiệp giảng sanh, đúng không? Có nghĩa là con mang theo cái nghiệp giảng sanh được hay không? Nếu được là quốc sư Ngộ Đạt đi rồi. Ông tu 10 kiếp tinh tấn chứ không phải một kiếp đâu nghe. Thấy không? Nói như vậy ai tu mà không muốn vào niết bàn chứ? Ai tu mà không muốn về cực lạc chứ? Bây giờ tôi mà về liền, Đức Phật cho về con về liền. Trời ơi, con ở dưới đây con cũng chán gần chết. Hiểu không? Con dạy vậy chứ có biết ai nghe hay không. Nhưng mà con cũng ráng con nói. Bức cừng cổ nói luôn. Chừng nào mà nó đứt cái kịch y như là đèn hết dầu vậy là tắt thôi. Nhưng mà xin thưa, cái quy luật của thời gian nó có bao giờ để cho mình yên không quý vị? Có không? Thầy chỉ quy luật thời gian, giá trị của nó không để cho mình yên cho quý vị coi. Bây giờ mình có ăn cơm không? Có không? Ăn cơm no dễ chịu hay khó chịu? Ăn cơm no khó chịu. Rồi bắt đầu trong khoảng thời gian đưa vô nó no rồi, bắt đầu từ từ nó đói trở lại. Đói dễ chịu hay khó chịu? Khó chịu. Tóm lại no cũng khiếu trọ, đói cũng khó chịu. Như vậy cái quy luật thời gian nó có để cho mình yên không? Mình đang khỏe thì bắt đầu từ từ nó bệnh. Rồi nó bệnh cái từ từ nó khỏe. Mình đang trẻ thì cái từ từ nó già. Vậy thì quy luật thời gian là quy luật động, mà mình là mong sanh về cõi tịnh, mong ngược lại đúng không? Thời gian có trả trở lại không? Có nhiều người nói với chúng tôi, nói rằng nếu như con biết đạo sớm, xin thưa thầy con không có chồng. Thầy nói cô nói giùm mấy đứa nhỏ nó chưa chồng, nói giùm thầy. Nó có chịu không? Nó bà có chồng rồi, giờ thì bà không để tôi có chồng mà nói vậy hả? Thế là sao? Nghĩa là mình chưa có, mình có chấp nhận là mình không cho không? Không chấp nhận. Nhưng mà đến lúc mình khổ rồi thì lúc này mình mới nói giá như trước đó mình biết là mình không có. Rồi mời quý vị nói với thầy câu này. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Ta không phải là Bồ Tát, đợi tới kết quả mới ngán. Cái câu đó nói gì đó? Nếu như quý vị biết trước là mình theo Phật, mình tìm con đường giảng sanh, thì quý vị tu từ nhỏ kìa. Tôi nói quý vị tu từ nhỏ mới có cái vé được. Tôi nói thiệt. Tại sao vậy? Từ nhỏ quý vị tu, quý vị mới biết được cái khổ của cái người ráng kiềm chế, ráng đè nén, ráng chịu đựng cái sức nhẫn nại nó ra sao. Còn bây giờ mình tài thần ơi, nó tùm lum hết.
ngồi niệm Phật mà trong đây nó đánh lô tô, đứa kêu lô tô, đứa giò banh lỗ, hiểu không? Đứa bắn, đứa thải dòng dịch, cái kiểu của nó vậy đó. Có nghĩa là trong đầu của mình nó đầy dẫy những cái gì, mình tích lũy cái tập khí đó. Cái tập khí của mình nó đầy nhóc trong đây nè. Bây giờ mình ngồi thiền, mình yên lặng một cái là mấy cái đó nó trỗi lên. À, quý vị lớn tuổi rồi phải không? Lớn tuổi rồi quý vị quân tập cái tập khí đó là giá trị của thời gian đó. Cái giá trị của thời gian, giá trị của thời gian là thước đo cho quý vị trong đầu quý vị chứa đựng cái gì trong đó. Và giá trị của thời gian chính là nó đo cái căn tánh của mình tu tập bao nhiêu kiếp. Giả sử như bây giờ nhìn cái chú này, nhìn chú kia, nhìn vị nọ, chúng tôi cũng thường nói trong lớp của tôi, trong lớp của tôi rất là đông anh em huynh đệ đồng tu đồng học, nhưng đến lúc mà ra trường rồi được bao nhiêu người đứng trên bục giảng, được bao nhiêu người gánh vác cái Phật sự trên vai của mình, còn bao nhiêu người không làm gì hết. Quý vị vô cái trường đại học sư phạm đi, mỗi năm như vậy ra trường bao nhiêu cử nhân sư phạm, rồi đi ra giảng dạy được bao nhiêu người. Quý vị thấy chưa? Như vậy cái đó là giá trị thời gian. Người ta cũng ngồi trên ghế nhà trường bằng số thời gian của mình, nhưng người ta ra người ta làm được, mình bằng cái số thời gian đó ra làm được gì hết. Cái này để có nói công năng tu tập của chúng ta. Chúng ta tu học bao lâu? Bây giờ thầy hỏi quý vị sự thơ sơ sơ coi nha. Những người tu học chừng khoảng một năm thôi. Nếu ta là người tu học mà điều có tu có học điều điều một năm thôi, là quý vị có thể nắm được căn bản Phật pháp. À, quý vị nói với thầy căn bản giáo lý, người đệ tử Phật cần phải nắm trong bàn tay. Nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, nắm cho vững, chắc chắn giảng sanh. Này là thầy chịu trách nhiệm với quý vị. Nhưng bây giờ giả sử như thầy nói nhân thừa mà quý vị nắm cho vững, quý vị tu cho ổn đàng hoàng, là tôi tin chắc rằng quý vị sẽ hiểu rằng đời sau con sanh ra làm người, chắc luôn. Đời sau con sanh ra làm người là con thọ tam quy ngũ giới là chất lượng. Con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, con hiểu một cách đúng đắn đàng hoàng, chứ không phải quy y mà cái kiểu mê tín. Con giữ năm giới không phải là vì cái gì đó con giữ, mà chính là con chính hoàn thiện lấy chính mình cho nên con giữ. Không ai bắt con giữ, cũng không cần ai kiểm tra con hết. Vì con muốn đời sau được làm người cho nên năm giới này con giữ. Mà năm giới này con giữ thì xin thưa chư thiên gia hộ. Quý vị biết câu trong câu chuyện mà Đức Phật dạy là có một cái con quỷ la sát ở trong rừng, nó bắt một người con gái làm vợ nó, chuyên gia ăn thịt người. Thì bữa nọ có một người khách qua đường, cái anh này là anh thanh niên, cái cô này tối rồi, anh này ghé thấy cái nhà ghé vô. Trời ơi, cô này có cái tâm tốt, nói anh ơi, chồng tôi là quỷ la sát, nó từng ăn thịt người, bây giờ anh mà anh ghé đây anh ở, trời ơi, tôi biết làm sao mà tôi bảo bọc anh qua đêm đây, mà bây giờ anh đi cũng chết, ở lại cũng chết. Anh nói thôi giờ ở lại đi. Bắt đầu cổ giấu anh vô trong cái bồ lúa hay là nhét dưới gầm giường thầy không biết. Hồi đó thầy quên hỏi cô đó nhét chỗ nào, nhưng mà hầu như là nhét trong cái bồ lúa. Nhưng mà thầy nghĩ có lúa đâu mà nhét. À, thì khi anh ta trốn chui trốn nhủi trong nhà đó, nhưng mà anh ta nhờ thọ tam quy ngũ giới cho nên ở trong nhà anh ta luôn niệm Phật, anh ta luôn nghĩ tới Phật và Phật ơi con chắc chết mất quá, con quy tam quy ngũ giới rồi, con thanh tịnh trong sạch rồi, anh ta cứ nghĩ tới Phật thôi. Thì bắt đầu quỷ la sát nó chạy xung quanh nhà của nó mà nó không vô nhà được. Quý vị thấy chỉ có tam quy ngũ giới thôi mà quỷ la sát còn không tấn công được. Thấy ghê không? Người thọ tam quy ngũ giới có ánh sáng rất là tuyệt vời. Chư thiên gia hộ, quỷ thần không dám đụng đến. Như vậy tuyệt vời không? Chắc ăn luôn.
Như vậy là chúng ta biết là cái thời gian mà quy y Tam Bảo là cái thời gian mà chư thiên gia hộ cho mình. Người quy y mà đúng pháp, giữ gìn cho ngon lành đàng hoàng. Xin thưa quý vị, tôi tin chắc quý vị đời sau sanh làm người nữa, mà đời này an ổn, đời này an ổn. Có thể là hóa giải được những cái nghiệp đơn giản, nhưng mà để cho những cái nghiệp nặng mà gọi là định nghiệp, quý vị chuyển được. Định nghiệp là ai cũng phải chịu. Chúng ta có một quy lực, mời quý vị nói với thầy, quy lực của thời gian. Chúng sinh phải chịu sanh, già, bệnh, chết. Đây là quy luật của thời gian. Thầy hỏi quý vị, ở Tây Phương có sanh già bệnh chết không? Có không? Xin một tràng pháo tay tặng cho quý vị. Trật lất. Thầy hỏi quý vị, ở Tây Phương có sanh không? Không có sanh, sao quý vị sanh qua đó? Họ không sanh là sao mình sanh qua đó? Nếu thế giới đó không có sanh, có nghĩa là không có đầu vô. Không có sanh thì không có đầu vô. Mà hỡ có đầu vô phải có đầu ra. À, thầy nói này đồng ý không? Dĩ nhiên là phải có đầu vô, đầu vô quý vị mới sanh vô. Vậy thầy hỏi nghe, Đức Phật A Di Đà có vào đại định Niết Bàn không? Không, sao Bồ Tát Quan Âm lên? Có không? Có, thấy không, thầy nói cái có liền à. Bồ Tát Quan Âm có vào đại định Niết Bàn không? Có. Không có sao Bồ Tát Đại Thế Chí lên? Vậy thầy hỏi quý vị, Đại Thế Chí có vô đại định Niết Bàn không? Có, để thầy xuân lên. Hiểu không? Trời ơi, chứ thầy nguyện làm Phật ở cõi đó mà. Chứ giờ thầy hỏi quý vị nè, cái đó là Tây Phương Tam Thánh đó. Lúc mà Đức Phật A Di Đà còn là vị vua vô trấn niệm, ông phát nguyện khi con thành Phật, khi tôi thành Phật ở cõi nước tôi thế này thế này thế này, thì sau khi vua vô trấn niệm phát nguyện xong, trong lúc giờ phát nguyện xuất gia, con nguyện thành Phật ở cõi Tây Phương để độ chúng sinh. Quan Âm Bồ Tát phát nguyện xong thì Đại Thế Chí Bồ Tát nói, sau khi Quan Âm Bồ Tát nhập Niết Bàn thì tôi nguyện thành Phật ở cõi đó để độ chúng sinh, cho nên ta gọi là Tây Phương Tam Thánh. Hiểu chưa? Hiểu không? Thế thôi. Thì bữa hổm thầy có nói, khi Đại Thế Chí Bồ Tát vào đại định Niết Bàn, Thiện Xuân sẽ làm Phật ở cõi đó để độ chúng sinh cõi Tây Phương Cực Lạc. À, thầy xí luôn. Cho nên mai mốt quý vị nói Tây Phương Bốn Thánh. Nhưng mà thầy còn lộn xộn đây. À, chưa biết chừng nào về đến đó. Nhưng mà chúng ta phải biết rõ là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Vậy thì ta hành Phật không? Thành chứ sao không thành? Vậy con thành Phật thì tại sao con không dám nguyện sau khi Đại Thế Chí Bồ Tát con thành Phật ở cõi đó chứ? Nhưng mà giờ này Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật ở cõi Tây Phương chưa? Thành Phật chưa? Ở phía sau có người nói rồi. Xin một tràng pháo tay tặng cho cô. Còn thầy thì không biết. Quý vị biết là nếu như chúng ta hiểu được một vấn đề là chúng ta phải mượn cái quy luật thời gian để trả lời cho vấn đề đó. Như vậy ta tu hành cho đến bao giờ để ta hiểu được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Như vậy thời gian sẽ trả lời con chừng nào con bằng Phật. Mà con tu là bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Vậy đó. Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Như vậy con tu mà bằng Phật có nghĩa là tu sao? Đức Phật có nói là ta hơn ông không? Không có. Chẳng qua là Đức Phật hiểu, mình chưa hiểu, ráng học cho hiểu. Đức Phật có lòng từ bi thương yêu mọi người, chúng ta chưa thương, bây giờ ráng thương. Đức Phật là Thái tử tu nại no thôi đó, mà cho hết cung vàng điện ngọc cho luôn. Đến nỗi mà hai đứa con rất là ngoan, rất dễ thương, cho luôn. Vợ thật là đẹp, thầy Xuân xin cho luôn. Cái này thì ghê. Trời ơi, nói cái kiểu đó chắc chết. Mà quý vị biết không, Thái tử tu nại no là một trong những cái điểm mà các cái tôn giáo bạn nó đặt câu hỏi, có phải đệ tử Phật vậy không? Có phải Phật dạy như vậy không? Có phải Phật dạy là bây giờ cái gì trong nhà trong cửa cho hết không? Vậy là những người đệ tử Phật tu theo Phật là có cái gì cho hết ở cái đồng ha?
mà thái tử tu nại no cho hết, cho đến nỗi mà vua cha đuổi ra khỏi nước luôn. Trời ơi, trong trong hoàng cung có những con voi gọi là cái gì, cái gì tượng, bạch tượng, rồi có một cái gì tượng nữa đó thầy quên rồi, hầu như là long tượng hay sao. Vậy mà thái tử nở lòng nào cho cái bọn giặc, vì cái bọn giặc nó qua nó sinh là để nó xâm lấn cái đất nước này. Đất nước này là nhờ có những con long tượng đó mới đánh thắng đất nước kia. Bây giờ nó qua nó sinh là để nó xâm chiếm đất nước này, mà thái tử Tu Nại No cho luôn. Ôi, vua cha đuổi đi là phải rồi, mày bán nước. Vậy thì đặt một câu hỏi, thời gian thái tử Tất Đạt Đa là tiền thân của ngài là Bồ Tát Tu Nại No, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài thành Phật mà tiền thân của ngài như thế, thì đặt một câu hỏi, tất cả chúng ta tu có giống như vậy hay không? Mà nếu giống như vậy thì chúng ta bán nước không? Cái này là cái mà chúng ta phải suy nghĩ. Vậy đệ tử Phật có trí tuệ không? Vấn đề quan trọng của chúng ta, Đức Phật dạy cho chúng ta là phương tiện như ngón tay chỉ mặt trăng, chỉ vô tâm của mình. Tất cả những cái bài, những cái bài mà người xưa viết trở lại, chúng ta học xong rồi chúng ta phải tự chiêm nghiệm lại. Tôi học ở Phật tất cả, nhưng mà tôi lấy cái gì tôi sử dụng theo phù hợp với thời gian của tôi, không gian của tôi. Chứ không phải là tôi học hết cái đó, bây giờ tôi đem tôi áp dụng bây giờ và tôi cho rằng tôi là đệ tử Phật, tôi học đúng. Phật tử hiểu không? Hiểu không? Giá trị của thời gian, ta không thể nào đem cái thời gian quá khứ ta đem lại đây ta áp dụng y chang như vậy, không đúng. Giả sử như 1000 năm trước Phật Việt Nam của mình xài 3 cái đồ đá, bây giờ mình dẹp hết 3 cái công nghiệp, mình lấy đồ đá mình giả, chịu không? Nhà máy xay lúa bây giờ người ta xay 1 giờ đồng hồ ra mấy tấn. Bây giờ mình trở về cái thời kỳ đồ đá, 1 giờ đồng hồ mình giả được 1 lít gạo, có nên làm không? Không. Như vậy tất cả những lời dạy năm xưa ta đem về cái thời đại bây giờ, ta áp dụng làm sao cho nó đúng cái giá trị thời gian. Áp dụng giá trị thời gian với những gì chúng ta học được và chúng ta thực hành trong cuộc sống hiện tại. Bây giờ chúng ta lấy 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, chúng ta lấy những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng về thế giới Tây Phương, ta đem ta áp dụng cho đến bây giờ, bỏ hết tất cả để mong sanh về cảnh giới Tây Phương, phù hợp với thời gian hiện tại không? Phù hợp với cái thời đại công nghiệp quá, hiện đại quá không? Thời đại phù hợp với con người chúng ta bây giờ phải xây dựng, phải sống, sống với bây giờ. Mà chúng ta sống với cái gì đó mà cách nay 2500 năm, không biết Đức Phật có phải nói như vậy hay không, mà chúng ta tìm hiểu không có tới nơi tới chốn. Bây giờ chúng ta áp dụng vào đó mà không đúng cái quy luật của thời gian, có ai chấp nhận mình không? Chấp nhận không? Không. Bây giờ thầy nói một cái đơn giản nghe. Nửa đêm mình tụng kinh, nửa đêm mình tụng kinh, cái thời gian này là thời gian nào? Thời gian nào? Quý vị trả lời cho thầy nghe thử coi. Hả? Người ta đang nghỉ, người ta đang nghỉ mà mình tụng kinh, như vậy có trái không? Có phiền không? À, có phù hợp không? Có phù hợp không? Chúng ta phải biết nha. Giả sử như bây giờ chúng ta là bên bên Tịnh Độ, bên Hiển giáo đi, chúng ta ngồi chúng ta gõ mõ, bên Mật giáo ngồi đó trì chú, chúng ta đọc lớn lên, ảnh hưởng mọi người xung quanh không? Ảnh hưởng. Còn bây giờ nếu chúng ta tu thiền tới giờ đó lên ngồi im phăng phắc, có ảnh hưởng tới ai không? Vậy thì ta coi cái nào phù hợp hơn? Cái nào phù hợp hơn? Ta coi thiền nó phù hợp hơn.
Vấn đề quan trọng chúng ta là chánh niệm tỉnh giác để cho ta sáng suốt hơn thôi, chứ đâu phải là nửa đêm 3 giờ chúng ta lên Nam Mô A Di Đà Phật, nhà kế bên nó đúc đơn nó kiện, qua nước ngoài dám chơi kiểu này không? 3 bữa nó cầm len là mình nghỉ sinh hoạt luôn. 3 bữa nó cầm len là nghỉ sinh hoạt. Cái này thầy nói để cho quý vị biết là cái giá trị thời gian nó phù hợp với không gian nữa hay không, nó phù hợp với đối tượng nữa hay không. Cho nên bây giờ ở nhà mình đi, cứ tới giờ mình lên niệm Phật, chồng có chửi gì chửi, không chửi không chửi, tôi không chửi, tôi hết nghiệp. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó bà nín cho tôi ngủ coi. Nam Mô A Di Đà Phật, ngủ không kệ ông. Nam Mô có hạnh phúc không? Có không? Tu vậy đúng hay sai? Cảm ơn quý vị, cho một tràng pháo tay hay quá. Nửa đêm tôi mới đi bán về, tôi tranh thủ về tôi niệm Phật mà ông cấm tôi hả? Tôi làm vợ ông chứ bộ đâu phải ông cha tôi đâu. Ngủ 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 thôi tôi niệm Phật. Niệm Phật vậy có thành Phật không? Không phù hợp. Còn nửa đêm con cái mình nó làm việc tới khuya 1-2 giờ, nó ngủ tới 7-8 giờ nó mới dậy. Mình ở đây mình ra nước ngoài, cái 4 giờ mình dậy tao quen rồi mày, 4 giờ tao tụng kinh. Chết nó không? Nó chịu nổi không? Không phù hợp với thời gian. Cho nên thầy nói cái giá trị đó quý vị phải hiểu. Đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Cho nên chúng ta phải hiểu thời gian nào làm cái gì nó phù hợp hay không phù hợp. Bản thân chúng tôi bây giờ đi tu và hướng dẫn cho mọi người, tôi nghĩ mình có hướng dẫn sai pháp không ta? Mà có nhiều người nói tôi nói sai pháp á. Nhưng mà tôi nói xin thưa, nếu tôi nguyện được như ngài Kumala Thập, xin cho con chết để lại cái lưỡi của con để chứng minh rằng con nói đúng pháp. Giống như là Thượng Tọa Chân Thanh vậy đó, cố Thượng Tọa Chân Thanh nói rằng nếu con nói đúng pháp, xin cho khi con chết để lại cái lưỡi xá lợi, và nếu con tham nữa, con để nguyên cái thân xá lợi luôn, cho biết rằng bản thân con là vì pháp mà nói chứ không phải vì cái gì mà nói cả. Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Người tu mà mắc mớ gì mình vì cái gì phải nói? Tôi vì quý vị mà nói à? Tôi ngu chứ vậy? Vậy là tôi vì quý vị cúng dường cho tôi cái này cái nọ cái kia đi tôi nói à? Tất cả những thứ cúng dường đó thật hay giả? Giả mà cái nghiệp tôi mới thật à? Tôi ngu hay tôi nói chuyện kỳ cục vậy trời? Nhưng mà tôi vì con đường giải thoát của quý vị, tôi vì chân lý của Phật mà tôi muốn nói cho quý vị, chứ không phải tôi chống bán ai cả. Ai muốn nói sao nói, nhưng mà với tôi có được quyền nói cái việc của tôi. Rồi ai muốn nói cái việc gì đó của tôi cứ nói thoải mái, tôi không bao giờ đem đơn kiện ai hết. À, nhưng mà tôi được quyền xây dựng nếu tôi nói ai không đúng, tôi thấy ai nói không đúng. Bây giờ tôi thấy có nhiều người nói không đúng là tôi sẵn sàng nói với người đó: anh dùng phương tiện quá đáng. Anh dùng phương tiện quá đáng là anh không dạy cho người ta rõ bước, đi từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Người ta mới học lớp 1, anh cấp cho cái bằng tiến sĩ. Hiểu không? Người ta tu, người ta chưa hiểu nhân quả là anh đưa cho người ta phi nhân quả luôn rồi. Nghĩa là gì? Tạo nghiệp thì phải trả nghiệp. Nhưng mà anh tạo cho người ta phi nhân quả là tạo nghiệp nhưng mà chẳng có nghiệp gì hết. Như vậy, anh nghĩ coi. Nó ăn trộm ăn cướp xong nó nói Nam Mô A Di Đà Phật, con đới nghiệp giảng sanh ăn trộm chứ không nào lấy lại của con đâu. Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng không? Hợp với nhân quả không? Phi nhân quả. Anh dạy người ta vậy là anh dạy có đúng hay sai? Vì anh nghĩ rằng anh niệm Phật là anh giải hết cái nghiệp luôn, là đời này chắc chắn giảng sanh luôn. Vậy thì người đó không có chấp nhận cái quả của mình phải trả ư? Trả không? Theo quý vị thì trả không? Rồi, cảm ơn quý vị. Đó là quý vị thấy cho rõ ràng. Chú tiểu này cạo còn một chóp nhưng vẫn phải trả này con. Chứ không phải con cạo một chóp là con không trả đâu. Bây giờ bản thân chúng tôi có phải trả cái quả của mình không? Mà hồi nãy tôi nói là ngộ đạt quốc sư 10 kiếp tu hành tinh tấn vẫn phải trả cái quả. Chứ mà đừng có nói là chúng ta dùng cái câu đới nghiệp giảng sanh rồi giờ này chúng ta nói là linh thiêng màu nhiệm lắm, người này Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, người này giảng sanh, người kia Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, người kia giảng sanh. Rồi bắt đầu chúng ta hè với nhau chúng ta niệm Phật mà chúng ta chấp nhận mình chịu cực ngu. Chịu ngu. Ai nói gì nói kệ. Không cần quan tâm tới.
đúng hay sai. Theo quan điểm của tôi, hãy coi lại. Dạy như vậy tôi nghĩ là dùng phương tiện quá đáng. Đời này mình niệm Phật nè, con mong con giải được bao nhiêu nghiệp. Con nguyện rằng đời sau nếu con chưa đủ cái điều kiện, chưa đủ nhân duyên để chứng thánh quả, thì xin to cho con tiếp tục tu nữa. Sanh ra đời sau là sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Để con sanh ra đời sau nếu đầy đủ nhân duyên thì con mong rằng con gặp Phật Pháp sớm hơn. Đồng ý không quý vị? Đồng ý không? Cái đó là thầy nói quy luật của thời gian, giá trị của nó là con mượn cái giá trị này là của báo của con. Con còn sống không bao lâu nữa, thì con biết là con sống không bao lâu nữa, con tạo cũng không có bao nhiêu, con tạo cũng chẳng được bao nhiêu phước, không biết đủ con trả cái nghiệp của con chưa. Bản thân chúng tôi mười mấy hai mươi tuổi đã đi tu rồi, mà tôi không biết là cả một đời tôi trả hết cái nghiệp của tôi không. Vì tôi hầu nhỏ tôi có nhiêu đó mà là sát thủ ạ. Tại có nhiêu đó thời gian mà nó ác ghê lắm. Nhìn mặt còn ác không? Mà quý vị nghĩ không, tôi học giáo pháp của Phật, tôi thấy là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với Ngài Xá Lợi Phất đi trên đường khất thực, có con chim nó bay lại cái vai của Đức Phật, nó đậu, nó hót líu lo. Nhưng mà nó bay qua vai của Ngài Xá Lợi Phất, chân nó rung 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 rung, nó hót cà lâm. Thì Đức Phật, thì Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là tại sao con chim nó đậu trên vai của con nó còn rung. Thì Đức Phật nói cái tâm sát của ông nó còn, cái tâm sát sanh của ông nó còn, cho nên con chim nó đậu vô chân nó rung. Cái từ trường của mình nó còn. Vậy mà Ngài Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất, Ngài Xá Lợi Phất là một bậc A-la-hán mà còn không? Nghiệp sát vẫn còn. Cỡ như nó mà đậu trên vai Ngài Một Kiền Liên là nó quýu rồi. Vì Ngài Một Kiền Liên là chứng thần thông rồi mà lên cõi trời thuyết pháp, mà chư thiên không nghe, Ngài đốt cõi trời người ta mất tiêu. Thấy không? Ngài chỉ có cái tâm phiền não thôi thì cõi trời tự cháy. Quý vị thấy không? Chứ không phải đơn giản đâu. Vậy thì bản thân chúng ta, cái quy luật của thời gian, mượn thời gian để con gieo trồng bồ đề. Mời quý vị nói với thầy: thời gian là bồ đề, thời gian là bồ đề. Hạt giống bồ đề của con, hạt giống bồ đề của con. Mượn thời gian mà trưởng thành, mượn thời gian mà trưởng thành. Người tu phải theo kiếp, người tu phải theo kiếp. Một kiếp gieo được gì? Phật Thích Ca Thọ Ký cho các hàng thánh đệ tử A Tăng Kỳ Kiếp trong Kinh Pháp Hoa. Đúng không Phật tử? Chính xác không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho hàng đệ tử thanh văn của mình toàn là A Tăng Kỳ Kiếp không à? Rồi giờ ai thọ ký cho mình một kiếp này làm cái chuyện trời thần đất lỡ đâu không biết, ngay kiếp này thành Phật, ngay kiếp này quyết định giảng sanh. Cái này phải coi lại. Tôi nói như vậy không phải tôi phá bồ đề tâm, tôi phá niềm tin của quý vị. Nhưng ở đây tôi mới trèo gieo hạt giống bồ đề chân thật trên cái mảnh đất chân thật. Còn có người gieo hạt giống bồ đề trong mảnh đất hư ảo của thời gian. Những người đem hạt giống bồ đề gieo vào hạt giống hư ảo của thời gian không chắc ăn. Đến lúc người ta chết, người ta hoang mang, bây giờ kêu trời, kêu ai đây? Kêu Phật, kêu ai đây? Mà trong lúc người ta không hiểu được thời gian chính là kho báu của họ. Ta tu ít mà làm sao ta kho so sánh với người tu nhiều được? Bản thân quý vị học ít làm sao quý vị so sánh được quý thầy quý cô? Ở đây quý thầy quý cô học từ nhỏ tới lớn, mở trường này trường nọ trường kia ra dạy, vậy quý thầy dạy sai sao? Tại sao quý thầy không dạy niệm Phật đi, mà quý thầy dạy làm chi? Kinh Di Giáo, Kinh A Hàm, Duy Thức Học, dạy tùm lum chi vậy? Cái đó mới là ruộng bồ đề đó quý vị. Quý vị không học Kinh Pháp Hoa, không học Kinh Di Giáo, không học Kinh Địa Tạng, không học Kinh Pháp Hoa, không học Kinh Đại Bát Niết Bàn, không học Duy Thức Học,
tất cả những cái thửa ruộng đó quý vị không gieo, tôi tin tôi chắc rằng quý vị đi gieo hạt giống bồ đề trên thửa ruộng hư ảo, đem hoa sen trồng trên sỏi đá, đem hoa sen trồng trên ngọc, trên hồ Bát Đức. Nhưng xin thưa quý vị, đem hoa sen trồng dưới bùn giùm tôi đi. Hoa sen nó chỉ mọc dưới bùn thôi, đừng có nghe người ta dụ lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não mà đem đó trồng, không có lên đâu. Giờ tôi hỏi quý vị có ăn không? Ăn không? Chúng ta có ăn thì xin thưa con đói bụng rồi, cho con ăn đi rồi nói nữa. Chúng ta hãy trở về đời sống thực tiễn đi, đừng bao giờ mơ mộng một cái gì đó. Trừ khi nào mình làm chủ được cái ăn, cái này cực lạc có mặt trong cái ăn. Mời quý vị nói theo thầy: con mượn thời gian làm chủ được cái ăn, như vậy cực lạc có mặt trong bữa ăn. Con mượn thời gian để tịnh hóa con mắt, nhìn đâu cũng đẹp, cực lạc ngay trước mắt. Con mượn thời gian để xử lý mùi hương trước mũi của con, đâu cũng thơm, cực lạc ngay thế gian này. Con mượn thời gian để luyện cái thân này, bất cứ chỗ nào con cũng được an ổn, đó là cực lạc ngay thế gian này. Cái đó đơn giản nhất đó quý vị. Và bản thân chúng tôi đang dùng cái giá trị của thời gian để khẳng định rằng mình tu tới đâu. Tôi mượn thời gian là thước đo cho khả năng tu tập của tôi. Bao nhiêu chông gai thử thách tôi vượt qua, đó là giá trị chứng đạo của tôi. Trước mắt tôi vô ma khảo bất thành đại đạo, trước mắt tôi là ma chướng đang dĩ đầy, đang dăng dăng chờ đợi tôi. Và tôi bước qua một chướng ngại nào là tôi nói thành tựu ngay chướng ngại đấy. Và tôi làm hết mọi thứ theo tinh thần của đệ tử Phật. Làm hết. Làm tới đâu cực khổ tới đó, làm tới đâu vất vả tới đó. Bây giờ tôi nói trên lộ trình tôi đi nước ngoài giảng thôi, quý vị nghĩ đơn giản, có đơn giản không? Chín người mười ý, bao nhiêu người thương mình, bao nhiêu người ghét mình, bao nhiêu người nói vô, bao nhiêu người nói ra. Một bài giảng của mình, bao nhiêu người tâm đắc, bao nhiêu người chửi thầm trong bụng. Mà cái thế giới này là thế giới có quy luật, còn thế giới tự do của người ta, thế giới bằng pháp luật đó, người ta miễn làm sao không đụng chạm tới pháp thôi, muốn nói gì ta nói, nó tự do tới cỡ đó. Quý vị chịu nổi không? Chứ không phải đơn giản nữa. Bục giảng của tôi là chiến trường, nhưng theo thời gian cho tôi biết rằng cầm súng bao lâu. Hiểu không? Tôi còn cầm súng bao lâu là tôi còn ngồi trên bục giảng bao lâu. Và cái lời tôi nói ra nếu lợi ích cho mọi người thì tôi tiếp tục nói nữa. Còn tôi cảm thấy mọi người không đồng ý, không muốn nghe nữa là tôi sẵn sàng rời pháp tòa trong niết bàn của tôi mà không hề có sự đau khổ. Được không? Được không quý vị? Chứ không phải tôi phải đợi ai mua chuộc, tôi phải mua chuộc ai để tôi ngồi trên cái ghế này. Cái đó là một tâm nguyện thật lòng mà nói. Tôi không mua chuộc ai để làm được một cái gì đó, thật lòng mà nói. Nhưng sống trong cuộc đời chúng ta phải biết, người ta nói khôn cũng chết, ngu cũng chết, chỉ có biết sống. Câu chuyện đó thầy kể chưa? Kể chưa? Kể rồi mà quý vị quên rồi. Câu chuyện ông vua ăn hột mít. Ăn chưa? Rồi à, chưa giờ kể lại. Kể đâu đâu, không có kể đây nha. Không có kể đây. Không kể đây, giờ kể lại. Một bữa nọ, thái giám luộc cho vua một bọc hột mít. Không biết mít ướt hay là mít gì.
Vua lâu lắm rồi đâu có ăn hột mít. Trời, bữa nay ăn nó bột mà nó bé, nó thơm quá trời. Sao vua ăn ngon quá. Sau khi ăn xong ngủ một đêm, sáng vua lên, lên đăng điện. Vua đăng điện này sao nó kêu. Cẩn thận cười bụm miệng không dám cười. Vua quê quá kêu thần lên trẫm hỏi. Trẫm đánh giấm thơm mà thôi. Trả lời sao? Nếu thúi bị chém đầu nó thơm, thơm nịnh thần chém, nịnh thần chém thần lên. Hai ông kia nói thơm bị chém rồi. Thúi khi quân phạm thượng chém nó. Cái thấy thần dưới kia rung rung kêu lên thần. Ông lên ông nói sao? Như vậy không mùi. Bị sao không mùi? Đó, một tràng vỗ tay tặng cho quý vị bị nhạt mũi. Ông thứ ba ông lên ông nói tâu bệ hạ, thần có nghe vì lỗ tai không bị gì hết nhưng lỗ mũi bị nghẹt, xin bệ hạ quan hỷ không biết thôi mày thôi. Nếu một chục người sau là bị nhạt mũi hết luôn, cho nên thôi ông vua ông cười không chém nữa. Nhưng mà thật sự có chém không? Không, nhưng mà nói đùa vậy chứ khôn cũng chết, dại cũng chết. Chỉ có người biết thì không chết. Mà sanh trong cuộc đời chúng ta muốn biết, chúng ta phải đòi hỏi thời gian. Mời quý vị nói với thầy, thời gian là kinh nghiệm xương máu. Kinh nghiệm xương máu chỉ có ở nơi mỗi chúng ta. Bài học đi trước chưa chắc dạy đúng. Cái đó tôi nói thật, người khác người ta dạy mình chưa chắc đúng, mà chính bản thân mình dùng kinh nghiệm xương máu của mình mới chắc đúng hay không. Chứ không phải người ta nói hồi xưa tao bị vậy cho nên mày giờ đừng vô vậy. Nó là tôi vô như ông mà tôi không bị là sao? Đâu phải là kinh nghiệm xương máu, là nhất là cha mẹ người lớn tuổi rồi đó, cứ con cái cứ nói gì cứ sợ thất bại. Thôi con, nó ta làm thất bại thôi đi con, ai cũng thất bại hết thì con lấy gì con làm. Nhưng tuổi trẻ nó có sợ thất bại không? Ta học nhưng ta không được quyền sợ. Thấy cái vết xe trước đổ, vết xe sau cũng đi theo cái lối mòn đó, nhưng đừng có đổ, này mới quan trọng. Chứ không phải thấy người ta hư rồi cái mình không dám làm, như vậy cuộc đời này làm sao xây dựng được chứ. Cái đó là cái mà chúng ta phải để ý. Chứ còn theo quy luật của thời gian, ta học xong rồi ta thấy ta sợ quá, xin thưa có nhiều người học không dám làm gì hết. Giờ thầy hỏi quý vị, xã hội này mình làm rất là nhiều việc, mọi người có ủng hộ mình không? Ủng hộ không? Có không? Thầy nghĩ là không. Thầy nghĩ là không. Thật sự ra ngoài miệng nói có vậy đó, chứ bên trong là không. Bây giờ cô này mở quán đi, cô này đã từng bán hàng, cô đó mở quán, cô này nói bà mở đi, tôi biết tôi chỉ cho. Nhưng xin thưa có chỉ không? Cạnh tranh ở bên trong á, cà nanh ở bên trong á, ganh tị ở bên trong đó. Bây giờ ở đây mình có một cái chùa, vị kia có cái chùa, đáng ra chùa phải hỗ trợ với nhau. Nhưng mà có không? Hiểu không? Con đường giải thoát mà còn như thế nữa đó, chứ đừng có nói tới chỗ khác nha. Bây giờ Phật tử của mình nè, Phật tử bên đây mà đi qua chùa bên kia nghe pháp, mình có vui không? Cái đó là một cái nữa đó nha. Chứ không phải là bản thân của mình thông qua thời gian để đo được vàng hay vàng giả đó. Đó có phải là ngọc hay không? Nhưng mà thật sự ra quý vị mà theo một người quý vị học ổn không? Không. Thầy nói thiệt nha, quý vị ít ra quý vị phải học từ 10 vị trở lên.
Quý vị phải học từ 10 vị trở lên để quý vị mới có cái cho mình. Từ hồi nhỏ mình học văn, sử, lý, toán, anh, kỹ thuật, thể dục, rồi vẽ, rồi vi tính, rồi tùm lum là la. Mình học quá trời quá đất vậy, mình mới bổ sung cho cái đầu của mình có một cái nhìn. Cái này nó đẹp hay không? Nó đẹp ở mức độ nào? Nó cân xứng hay không? Màu của nó có sắc sảo hay không? Nó có hài hòa hay không? Như vậy tất cả mọi thứ đó đâu phải một môn mà có được đâu. Đúng không Phật tử? Đúng không? Đúng không? Như vậy thì tôi từ nhỏ tới lớn giờ tôi học tất cả các môn, nhưng mà so với tôi, tất cả các môn, tôi đâu phải là tôi học toán là mai mốt tôi phải ra tôi dạy toán đâu. Đâu phải tôi học lịch sử là ra tôi phải dạy lịch sử đâu, không có. Nhưng mà tất cả các cái đó tôi phải biết để cho cái ngành giảng sư của tôi. Tôi thích nhất là triết học. Vì cho tôi thích triết học, nhưng mà hầu đó tôi không có tiền để học vô môn triết, cho nên tôi học hành nghệ hán nôm. Vì không có tiền xin học vô cái môn mà phải đóng tiền thì tôi phải học cái môn không có đóng tiền. Chứ không phải là tôi thích cái môn đó mà tôi đi học. Vì tôi không có tiền cho nên tôi phải học môn đó. Như vậy thì cái tôi học so với sở thích của tôi có giống không? Tôi có sở thích tôi cũng phải coi cái túi của tôi chứ. Tôi thích cái đó mà túi tôi không có làm sao tôi thích? Tôi phải thích cái khác thôi chứ. Tại bản thân tôi là thích đủ thứ mà. Ngay chơi cho đó, nhưng thông qua thời gian, khi tôi có điều kiện là tôi đeo đuổi cái sự đam mê của tôi. Tôi có điều kiện tôi đeo đuổi theo đam mê. Bây giờ tôi chưa có điều kiện, tôi phải chuyển cái đam mê của tôi thành cái khác. Nhưng mà tôi vẫn đạt được cái bằng cử nhân. Nhưng bằng cử nhân đó không phải là cái tôi thích. Bây giờ tôi phải học bổ sung thêm để cho cái bằng cử nhân tôi nó đủ khả năng để tôi thi qua triết. Bây giờ tôi muốn học thêm thạc sĩ triết học, tôi phải học bổ sung thêm cái bằng của tôi. Như vậy tôi muốn nói rằng quý vị muốn hoàn thiện được cái học phần mà để giảng sanh Tây Phương, quý vị nên học dùm tôi duy thức học. Quý vị nên học dùm tôi Pháp Hoa. Quý vị nghiên cứu dùm tôi cái bộ Đại Bát Niết Bàn để bổ sung cho cái học phần giảng sanh Tây Phương của mình. Và tôi cũng như thế. Trong từ mùng 1 tới mùng 5 vừa qua, tôi đã dạy xong cái học phần trợ niệm giảng sanh cho Phật tử. Và tôi đã dạy Nhơn Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa xong rồi. Khang tiếng như vậy mà sáng vẫn dạy, chiều vẫn dạy. Để chi vậy? Để tôi trao dồi cái kiến thức hiểu biết của tôi cho đệ tử. Mai này khi mà cái tâm của mình nó đạt được cảnh giới nào thì chỉ cần cảnh giới đó mình biết rồi, nó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, biết không? Cõi đó là cõi trời nào, cõi sắc hay cõi vô sắc? Cõi đó là cõi dục hay cõi nào? Và trong tất cả các cõi này có bị ma chướng hay không? Có không quý vị? Có không? Mời quý vị nói theo tôi. Thời gian giúp chúng ta, tâm của mình định tĩnh, mình trưởng thành, lớn lên theo thời gian. Như lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, cho đến cấp học không còn học gì nữa, gọi là vô sanh. Người muốn sanh về cõi lành cũng phải học như thế. Tu mà không học là tu mù. Đồng ý không Phật tử? Đồng ý không? Như vậy bây giờ quý Phật tử học tới đâu rồi? Phật tử học tới đâu rồi? Học được bộ kinh nào rồi? Cái này thầy nói thiệt nha, bây giờ trên mạng internet quý vị gõ vô bộ kinh nào, chư tôn đức giảng đầy trong đó luôn. Quý vị gõ giùm thầy đi là duy thức học, gõ cái kịch vô cái trang web và mở ra một kho duy thức học, chư tôn đức giảng đầy trong đó. Mình ráng mình nghiên cứu một bộ duy thức học, mình nghe thử một tháng coi bao nhiêu thầy giảng về duy thức. Mình gõ Pháp Hoa Kinh vô trong đó, Hòa Thượng Trí Quảng giảng, Hòa Thượng Trí Tịnh giảng, Hòa Thượng Từ Thông giảng,
rồi chư tôn đức giảng đầy hết kinh Pháp Hoa trong đó, rồi ngồi nghe, tải về bỏ vô điện thoại gắn vô lỗ tai, nấu cơm nghe, rửa chén nghe, giặt đồ nghe, tải nguyên bộ Phật học phổ thông về bỏ vô MP3 mở cho nó la tối ngày. Cái này thầy nói để quý vị mượn cái thời gian nghe ngẫm văn tư để cho mình có cái học phần tu cho nó đúng, chứ còn không mình tu sai đó. Tóm lại buổi nói chuyện hôm nay, giá trị đích thực thời gian sẽ kết thúc ra sao? Có 3 yếu tố thầy chia sẻ với quý vị, rút lại cái buổi nói chuyện hôm nay, giá trị đích thực thời gian. 1. Mượn thời gian để xây dựng cái thế giới Ta Bà này thành thế giới tịnh độ. Thời gian để mình tài bồi cái phước báo của mình. Nếu bản thân mình không có phước báo, mình có sanh về cái cõi lành được không? Mình không có phước báo, quý vị nghĩ coi Thái tử Tất Đạt Đa, nếu không có 32 tướng tốt, 80 vị đẹp, không có phước báo có sanh vào Hoàng hậu Ma Gia với vua Tịnh Vạn không? Thầy cũng đã từng nói với mình như vậy. Nếu mày mà có phước báo mà sanh làm con ông Bút, hầu đó tôi sanh ra lúc ông Bút còn, chứ giờ là sanh con Obama rồi. Thấy không? Có nghĩa là nếu bản thân chúng ta mà có phước báo, chúng ta muốn sanh đi đâu thì sanh đi đó. Còn đằng này chúng ta muốn có được không? Không. Cái này là giá trị thứ nhất. Mượn thời gian để ta gieo trồng phước báo. Thấy không? Khi ta sanh đi đâu, ta đến đâu, ta giống như là Bồ Tát Sivali. Ta đến chỗ nào là trù phú chỗ nấy, ta đến chỗ nào là giàu có chỗ nấy. Như vậy vui không? Quá vui luôn. Cho một tràng pháo tay cho lớn. Quý vị làm tới đâu là thành đạt tới đó. Làm cái gì đặng cái nấy. Vậy là vui chưa? Quá ngon luôn. Nhưng mà đời này phải gieo chứ không có. Mượn cái thời gian để gieo cái cội phước đi. Có bao nhiêu phước gieo hết đi. Cái thứ hai là mượn thời gian để chúng ta thiết lập một cái truyền thông, tất cả mọi người ai cũng thương cũng quý. Vậy là mai mốt mình đi tới đâu, trời ơi, bảo đảm quý vị đối thì chịu trách nhiệm chưa? Quý vị ai cũng thương hết thì quý vị có sợ đói không? Như vậy là cảnh giới Tây Phương đi tới đâu cũng có ăn á, đúng không? Hiểu không? Đó. Thấy không? Mình thương mình quý thì mình đi tới đâu cũng thân bằng quyến thuộc hết. Thật sự bây giờ mà nói, nếu bản thân chúng tôi mà đi là tôi nghĩ là giờ là hết đói rồi đó. Bây giờ tôi nè, tôi đi tới đâu là tôi hết đói rồi đó. Vì sao vậy? Vì mọi người biết tôi nhiều lắm. Mà nếu tôi đến tôi nói thí chủ cho Thiện Xuân miếng cơm nữa. Ủa thầy là Thiện Xuân nữa hả? Sao tàn dữ vậy? Ờ tàn thì tàn mà Xuân vẫn còn Xuân. Thấy không? Chào rằng người ta nghe đĩa tôi có bao lâu đi nữa, nhưng mà mai này gặp tôi người ta có tiếc với tôi một chén cơm không? Đó, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý chủ rất nhiều. Thấy không? Cái đó là tôi đã bố thí pháp rồi, thì mai mốt người ta sẽ bố thí cho tôi một cái gì đó. À, rồi cái thứ ba là mượn thời gian để khẳng định sự hiểu biết của mình, nhận định được cuộc sống này như thế nào, để chính cái cuộc sống này có giống như tịnh độ hay không. Đây là thời gian trả lời cho chúng ta tịnh độ ở đâu. Mà quan điểm của chúng tôi, Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn, chỉ cho chúng ta thấy được Phật tánh của mình. Con mượn thời gian để con trở về, con tìm ra con là ai, Phật tánh của con ở đâu, cực lạc con ngay chỗ nào. Đó là giá trị thời gian mà công năng chúng ta phải tu tập. Lấy một ví dụ, bữa nay quý vị đi học võ, quý vị thấy tay chân mình nó cứng không? Cứng không? Cứng ngắc. Thấy người ta bẹt cái kịch tất đất, bẹt cái kịch còn trên trời. Tại sao? Vậy mà tối về nó đau gần chết. Ngày mai làm cái kịch, tối về nó đau, trời ơi chắc nghỉ quá. Vậy mà mình ráng làm một tuần lễ thì thấy sao? Nó êm trở lại. Nó im trở lại và bắt đầu từ từ lấy bóp, lấy cái này bóp, lấy kia bóp, rồi nhờ nó đứng trên cái giò mình nó nhúng vô nữa. Từ 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 nó hạ thấp xuống. Đây là mượn thời gian để thân mình nó dẻo dai.
Và bản thân chúng tôi, cái côn á, tôi quánh người ta tôi đâu dám quánh, cứ tôi quánh vô người mượn thời gian để tôi tự luyện cái thân của tôi nó vững chắc lên, để mai mốt mà tôi leo lên pháp trường tôi đấu nghe, nó quánh tôi đùng 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 đùng, tôi kể là mình cũng giống như gì đẫm chết, thấy không? Có phải là cái người luyện võ phải mượn thời gian để tự mình tập luyện cho mình không? Người tu cũng như thế, ráng tập luyện cho mình đi. Bữa nay ngồi 5 phút, mai lên 6 phút, 7 phút, mai mốt quý vị ngồi tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ bình thường, hiểu không? Cái này đích thực của thời gian nghe chưa? Ai mà bỏ phí thời gian thì xin thưa quý vị, mai mốt muốn giỏi có không? Tôi khuyên quý vị mỗi ngày học dùm tôi một trang kinh. Ai muốn giỏi giống hơn tôi, ai muốn giỏi hơn tôi, một ngày quý vị học một trang kinh, tôi tin chắc rằng quý vị từ 3 năm cho đến 7 năm quý vị có khả năng ngồi đây thay tôi. Một ngày chỉ một trang thôi nha, chứ không có nhiều đâu. Còn nếu ai đọc, cái đó là tôi nói học nha, học mỗi ngày một trang thôi, 360 ngày học thuộc dùm tôi 360 trang. Ai làm được giơ tay lên. Không ai làm được hết, cho anh tràng pháo tay. Cái đó mới dám khẳng định là cái giá trị của thời gian quý vị có nắm được hay không. Ngày xưa tôi lên tụng kinh đó nha, là tôi lên tôi ngồi tụng kinh, một thời kinh qua chỉ cần 45 phút tôi thuộc một trang. Bộ kinh Pháp Hoa bây giờ quý vị ngồi đọc đi, tới trang mấy tôi biết. Quý vị tụng một tiếng đồng hồ thôi, tôi ngồi tôi học một trang kinh xong tôi tụng theo nữa đó. Mai mốt đọc trở lại một lần nữa, tôi ngồi không tôi tụng thuộc lòng. Mai mốt đọc qua một lần nữa, tôi ngồi tôi tụng thuộc lòng. Còn bây giờ mà nói là tụng mà lăng nghiêm nha, tụng lăng nghiêm. Nam mô Tát Đắc Tha Tu Già Đa Giá Ra Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Thọ Tát Đắc Tha Phật Đà Cô Đi Sắc Ni Sam. Mấy đệ tử tôi từ lúc mà nó về nó chưa thấy tôi lên tụng lăng nghiêm lần nào, nhưng mà lăng nghiêm tôi không có quên nha. Còn nghi thức nó không thấy tôi lên dẫn chúng lần nào, vì lâu lâu tôi mới lên lần, tôi la còn không nổi tụng kinh nữa sao nổi. Thì tôi mới nghĩ là tôi không lên, nhưng mà xin thưa, kinh mà bỏ ra là nhắm mắt tụng đó, thầy chùa nhắm mắt tụng kinh chúng ta đưa nhau giật chú ý, thầy chùa nhắm mắt tụng kinh chúng ta đưa nhau giật chè. Là tôi lên tôi tụng kinh là nhắm mắt thôi, vì tôi mở mắt tôi thấy nó tôi bực mình. Tôi đành phải nhắm mắt tụng kinh thôi. Nhưng mà nhắm mắt tụng kinh là để tôi an trú vào cái kinh, tôi bây giờ tôi nghiền ngẫm được những lời kinh như vậy, nó đi sâu vào trong máu, trong tủy của tôi. Để tôi mượn thời gian tôi thâm nhập kinh tạng để cái đầu tôi nó tới đâu. Quý vị tụng mà tôi chứng trước. Ở ngoài đệ tử tôi nó tụng, ở trong tôi nằm. Ở trong tôi nằm tôi thưởng thức kinh. À, nó tụng kinh xong tôi ra giảng cho nó nghe. Nó tụng kinh rồi nó quên nó tụng gì. Tôi nằm xong tôi ra tôi giảng cái bộ kinh nó vừa tụng. Như vậy cái người tụng kinh so với cái người nghe kinh, thì tôi bây giờ nó đạt được cái chỗ nghe kinh, chứ không còn tụng nữa. Bây giờ quý vị đọc còn chưa hiểu nữa, còn tôi bây giờ nghe là hiểu rồi. Hiểu chưa? Cho nên tôi mong rằng nếu ai mà mượn thời gian để thấy được giá trị đích thực của mình, hiểu được Phật, hiểu được giáo pháp, hiểu được thế giới của Niết Bàn, xin quý vị mỗi ngày đọc dùm thầy từ 50 cho đến 100 trang. Ai mà mỗi ngày đọc từ 50 cho đến 100 trang, xin thưa quý vị từ 3 năm cho đến 7 năm quý vị không thâm nhập kinh tạng thì nói thầy Xuân ông tào lao dữ lắm nha, chỉ mặt tôi mà chửi. Tôi cho quý vị đọc từ 3 năm cho đến 7 năm thôi, quý vị tôi tốt nghiệp liền, tôi cấp cho quý vị cái bằng thâm nhập kinh tạng liền, chứ đừng có nói nhiều. Nhưng mà tôi bảo đảm ở đây ít có bao giờ người nào một ngày quy định cho mình 10 trang lắm, không có luôn. Như vậy làm sao mà thời gian là câu trả lời cho mình có niết bàn hay không? Thật sự đâu quý vị, muốn bằng tôi không có khó đâu, nhưng nó khó ở chỗ quý vị không có thời gian. Một ngày 24 giờ đồng hồ, người ta tới giáo sư, còn mình
mẫu giáo. Cũng chữ giáo nhưng mà mẫu giáo. Cũng thì thời gian người ta giống mình mà người ta là giáo sư, người ta giỏi không còn chỗ giỏi, mình dở không còn chỗ dở. Dạ cảm ơn hết. Chào đón mùa xuân lại đến mu nhà, mong cho sang năm được yên vui.